đấu trường ngôi sao. Sau đêm gala mở màn với màn chào sân của ba đội trưởng và hai giám khảo đã mở rộng cánh cửa để chào đón những màn tranh tài đầu tiên với chủ đề tình ca muôn thuở, những khúc ca tuyệt vời, những giọng hát đẹp, những màn trình diễn đầy mê hoặc được ba đội trưởng Phương Trinh, Suli, Lâm Vũ và Nam Cường cùng những nghệ sĩ khách mời Trương Diễm, Tuyết Mai và Hà Thúy Anh mang đến, đã biến đấu trường ngôi sao thành không gian ngự trị của âm nhạc đi cùng thời gian và cảm xúc tràn đầy. Cho thật say uống quên ngày mai, thế gian đổi thay quanh ta có ai. Đón xem đấu trường ngôi sao vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 2 tháng 3 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2.